Đào đang chuyển cho mình những set đồ có thể mặc đi chơi và đi làm văn phòng công sở vẫn rất là lịch sự, sang trọng thì mẫu em đang mặc cho người đây. Một set sẽ gồm áo với lại quần cho các chị ha. Với chất liệu là bằng vải lụa và cái thiết kế cũng đơn giản thôi cả nhà ơi. Phía trên áo sẽ là tay lửng cho mình và sẽ có cái viền ren màu đen cho các chị tông sành tông với lại cái chiếc quần phía dưới. Bên đây sẽ có cái nơ để mình thắt lại, mình điều chỉnh được cái chiều rộng của cái cổ áo này các chị ha, của cái phần cổ tay áo đây. Và phía quần thì nó sẽ là cái hơi ống loe nhẹ một tí xíu, hơi suông nhưng mà cũng hơi loe nhẹ và nó sẽ phối với lại viền màu trắng. Ngay eo sẽ có một cây thắt nơ cho các chị để tạo điểm nhấn cho cái set đồ nhiều hơn. Và lưng quần sẽ là đai bản, phía sau lưng này sẽ là cái bo chung cho cả nhà ha, mình mặc vô rất là thoải mái luôn. Và trên lưng quần nó cũng sẽ có cái viền màu trắng cho các chị đây. Nguyên màu sắc như thế này thì em nghĩ mọi người mặc đi chơi, đi dạo phố, đi làm vẫn rất là lịch sự nha mọi người nha. Giá cả lại phải chăng nữa. Và chị nào mình muốn sở hữu nhanh cái set đồ này đây thì mình để lại cho em số điện thoại mặt sản phẩm đi. Và chấm một chấm bên em sẽ tư vấn kỹ cho mình, báo size, báo giá cho các chị và tư vấn cho mọi người là xem thử mặc cái mẫu này như thế nào là hợp nhất nha. Rồi bây giờ em sẽ chốt cho các chị cái điều là hai thông tin ha.